Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay ngày thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018, cũng là ngày đầu tuần. Chúc tất cả các bạn một ngày đầu tuần làm việc vui vẻ, có một tuần làm việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Hôm nay bên Lan Rừng Ngọc Bền chúng em có một số cập nhật một số loại lan để cho các bạn yêu lan trên toàn quốc có thể là giao lưu cùng nhau và đặt những cái loại lan mà mình yêu thích. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về tổng các loại mặt hàng lan hôm nay chúng em có nhé. Sẽ bao gồm có kim điệp xuân này, môi tua, hoàng thảo xoắn, ý thảo ba màu và sóc tím hay còn gọi là sóc lào. Tiếp theo nữa là trồn hay còn gọi là sóc ta đấy ạ. Tiếp theo là chuỗi ngọc và hoàng nhạn. Sau đó là hạc vĩ bắc và một cũng còn một cơ số khá là nhiều cái long tu xanh hoa tím nữa nhé. Bây giờ em sẽ vào chi tiết của từng loại lan mà bên Ngọc Bền, Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay sẽ có để giao lưu với các bạn ạ. Đầu tiên ở đây sẽ là lan kim điệp xuân. Em sẽ zoom vào cho mọi người xem nhé. Hiện giờ hàng kg nên là bên em sẽ bán ở đây là giá 180.000 một kg nhé. Hiện giờ khi mà gửi đi bên em sẽ có cả hàng ngắn và hàng dài, nhưng đảm bảo cho với tất cả các bạn là đều khô đều đẹp, không có tình trạng mà thối nhũn nhé. Đây ạ, kim điệp xuân của bên em đây ạ. Vâng ạ. Vâng rồi ạ. Tiếp theo là đến lan môi tua. Hiện giờ môi tua thì còn ít thôi ạ. Môi tua thì bên em chỉ còn khoảng tầm ký rưỡi nhé. Hiện giờ cũng rất đều và đẹp. Những cây ở đây là đều nhau chứ không có tình trạng là cây to cây nhỏ đó. Môi tua thì còn rất là đẹp rồi, nhưng mà chỉ còn ký rưỡi thôi. Môi tua thì bên em hiện giờ sẽ giao lưu và với các bác sẽ là 150 một kg nhé. Tiếp theo là lan hoàng thảo xoắn. Vâng, hoàng thảo xoắn thì hiện giờ để các bác nhìn kỹ giúp em một chút ạ, bởi vì là đang cái tình trạng xuống lá nên là lá vàng rất là nhiều. Trong khi mà bên em đóng hàng mà gửi đi đấy ạ, thì bên em chắc chắn là sẽ bỏ bớt những cái lá vàng đi giúp các bác nữa. Các bác về thì hiện giờ cũng cứ trồng lên giá thể và sau đó thì tưới nước bình thường thôi, vì bây giờ nó đang mùa rụng lá nên là nhìn như vậy thôi. Còn trồng lên và sẽ ra mầm như bình thường nhé. Hoàng thảo xoắn bên em hiện giờ sẽ bán là giá 300.000 một kg. Tiếp theo là cái ý thảo ba màu đấy. Không phải là ý ngọc đâu các bác nhá. Cái này ý thảo này nó khác là ý ngọc đấy ạ. Hiện giờ hoa thì nó cũng sẽ đã hết cái mùa hoa rồi. Bây giờ cây nó cũng đang thắt ngọn và xuống lá đấy ạ. Các bác về và trồng thì sẽ chơi lan trong mùa sau thôi. Cái ý thảo ba màu nhá thì là bên em sẽ bán với giá là 250.000 đồng 1 kg. Vâng. Cái máy quay hôm nay cái chế độ zoom nó hơi đây rồi, em zoom được vậy ạ. Nhảy nhá. Zoom nhẹ thôi. Đấy. Ý thảo ba màu đấy ạ. Hàng khô đều sạch sẽ nhá. Hiện giờ bên em sẽ bán là giá 250.000 kg đấy ạ. Vâng ạ. Tiếp theo một mặt hàng mà mấy hôm nay có nghĩa là kênh Lan Rừng Ngọc Bền chúng em bán cũng rất là chạy và được mọi người yêu thích. Đó là cái sóc lào hay là còn gọi là sóc tím đấy. Vâng, cái sóc tím này hôm nay bên em cập nhật về thì cũng đã được bà con đi lấy về cũng như là bên đầu mối họ gửi về á, thì là nó cũng đang để giữ khô nên là cái tình trạng này cây nó khô nhá, nên là 1 kg nó sẽ được khoảng tầm 12 đến 15 cây đấy ạ. Vâng, cái sóc tím này thì hiện giờ các bác lấy về tưới nước gắn vào giá thể và để cho nó quen cái thời tiết của chúng mình ấy, khoảng 2 ngày như này thì các bác bắt đầu gắn lên giá thể này, sau đó thì là tưới nước và trồng như bình thường thôi, thì lúc đấy cây nó sẽ hồi rất là nhanh. Còn bên em gửi hàng đi cũng như là lựa hàng đấy ạ, thì bảo đảm là không gãy ngọn, không dập nát, nhưng mà hiện giờ sẽ có hàng kg thì em sẽ không chọn mà sẽ có cả cây to và cây nhỏ. Các bác lấy về thì các bác cũng lựa lại một lần nữa, bởi vì một cân mình sẽ có được khoảng 10 đến 15 cây, mình có thể làm được 2 chậu, mình chọn ra cái loại kích thước nào nó gần như nhau thì mình sẽ làm một chậu đi. Sau đó thì loại to là một chậu, loại nhỏ là một chậu. Vâng, bên em thì không dám tưới nước bởi vì tưới nước khi gửi đi sẽ làm nặng cân cho khách hàng, và thứ hai nữa là hàng nó sẽ bị thối lá này, đi đến này sẽ bị hỏng hàng mất. Vâng, đây là cái sóc tím hay còn gọi là sóc lào đấy. Đây nhá, các bác xem kỹ cho em. Rồi ạ, tiếp theo là đến cái mặt hàng đuôi chồn hay còn gọi là sóc ta. Vâng, hôm nay mặt hàng chồn về thì rất là đều đẹp luôn các bác nhé.
Em vẫn chưa được bỏ các bó này ra, nhưng mà chắc chắn là hàng kg thì bên em thì chuyên là nhà hàng kg rồi. Nên là chắc chắn là sẽ có cây to cây nhỏ như bán đồng như các loại lan kia thôi. Cái sóc ta thì hiện giờ bên em đang bán với giá là 250.000 đồng 1 kg. Vâng, có cây to cây nhỏ, nhưng mà cái này thì là nó cái chồn này thì nó to và nặng hơn cái sóc Lào, nên là 1 kg nó rơi khoảng tầm 8 đến 10 cây, về cái rễ nó rất to và khỏe đấy ạ. Cũng đảm bảo với các bác là hàng khô và không dập ngọn nhá. Vẫn là có cây to cây nhỏ. Vâng. Em zoom cho các bác xem luôn đấy ạ. Đây, cái một bó của nó sẽ là như này. Một bó đây nhé. Vâng, zoom hơi quá rồi. Đây, nó như thế này. Thì khi mà mình bỏ ra ấy, thì nó có cây to, cây nhỏ lẫn nhau. Đấy, thì là em sẽ gửi đi các bác. Đây, cái rễ nó to như này đây. Và thứ hai nữa là cây nó có cả lá to, lá nhỏ nhé các bác nhé. Hiện giờ cái chồn lấy về thì cũng mình không chơi được hoa rồi. Bởi vì là nó cũng, đây, có những cái vòi hoa thì nó đã đang xuống hoa. Mình lấy về chăm sóc và sẽ để đến mùa sau mình sẽ chơi hoa thôi. Bây giờ em gửi đi thì có rất là nhiều cái hoa tàn đây rồi ạ. Cái hoa như này thì lấy về với các bác là cũng xin lỗi các bác là đúng là không thể còn cái hoa ở mình ngắm nữa rồi. Không sao, mùa sau mình trồng lên và mình chơi hoa mùa tiếp theo các bác nhé. Vâng. À, tiếp theo là đến chuỗi ngọc. Một mặt hàng mà lan mà các rất là được nhiều các bạn yêu thích luôn. Chuỗi ngọc thì đợt này lấy về rất là đều đẹp. Nhưng mà cũng đang mùa xuống lá này, nên là khi mà hàng kg các bác em gửi cho các bác ấy, thì là nó về thì có cái lá vàng. Nhưng mà các bác thì cũng không cần thiết đâu, bởi vì về ấy, đằng nào các bác cũng nên vặt bớt lá đi để cho cái chồi non nó lên mà. Nên là có sẽ có cả cây có lá và cây sẽ bị rụng hết lá rồi. Chuỗi ngọc bên em hiện giờ sẽ giao lưu và bán với các bác hiện giờ đang là 200.000 đồng 1 kg nhé. Chuỗi ngọc đây, đợt này về những cái dề thì các bác có rất nhiều bác hỏi bên em là cái chuỗi ngọc hàng dề đấy ạ. Thì là em thực sự là cái chuỗi ngọc ở đây bên em ấy, mỗi một khóm nó chỉ cỡ nhảy thôi. Khoảng tầm chục cây, nhưng mà lấy về mình trồng lên có nghĩa là khoảng 2 khóm nhảy làm được một cái dề khá là to rồi. Còn hàng đều đẹp và hàng dề to thì hiện giờ là bên em chưa nhập được nha các bác nhé. Đây, hàng nó chỉ sẽ nhảy thôi. Đấy, nhảy đấy, tay em này cũng nhỏ và cái khóm nó cỡ nhảy. Các bác cứ hình dung nhảy một cây, cái thân cây nó dài khoảng tầm 2 găng tay, cỡ khoảng tầm 20 phân nha, 20-30 phân nhá. Có những cái thì nó dài hơn. Nhưng mà hàng kg thì ra đùm nhá. Cái này thì không thể biết là cây, không thể lựa chọn hết cây đều tăng tắp được đâu các bác nhá. Rồi ạ, đến cái mặt hàng bán chạy nhất của bên em mấy hôm nay đấy ạ. Cái này cũng vừa lấy về thôi, hoàng nhạn tháng 4. Nó hiện giờ hoàng nhạn tháng 4 thì đã đang ra hoa rồi. Để cả một đống, một bó ở đây nhảy nó rất là thơm rồi. Nhưng mà đợt này nếu mà lấy về thì sẽ có hoa đến cho các bác, nhưng mà lúc trồng lên thì chắc chắn nó cũng rụng. Cánh hoa của nó cũng bền đấy ạ, cũng cứng, nhưng mà cũng qua cái mùa hoa nó rồi đấy, nên là đang xuống hoa. Lấy về thì các bác cũng trồng lên giá thể và chơi hoa lần sau nhá, có là năm sau. Hàng vẫn bảo đảm là khô ráo, cây thì đều. Cây hoàng nhạn thì em sẽ lấy lên cho các bác xem ạ. Nó cỡ như này thôi nhá. Đây này, nó sẽ không phải là giống như nuôi cáo hay là cây nghênh xuân đó, nghênh xuân nó to. Cái đây nó đây sẽ có cả hàng nhảy, nhưng mà những cái dập dập nhảy thì chắc chắn là em sẽ bẻ đó, bẻ không gửi. Chỉ lấy những cái cây mà đều có thể là để các bác chơi được thôi. Vâng. Đây ạ, hoàng nhạn hiện giờ ở bên em hôm nay, phiên hôm nay đó, sẽ vẫn bán là giá 400.000 một kg nhá các bác. Rồi ạ, hoàng nhạn thì mấy phiên hôm nay bên em đều có bán rồi ạ, nên là bác nào này theo dõi thì các bác cũng đều biết rồi ạ. Vừa vào gần đây rất là thơm luôn, hoàng nhạn nhá. Zoom lại một chút đây. Đây, nó sẽ cây vừa to vừa nhỏ nhưng mà nó đều. Đều đều hết nhá, không có cây nào hẳn to hẳn như cáo đó. Đây. Vâng, tiếp theo là đến cây hạc vĩ các bạn ạ. Hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc thì bên em hiện giờ cũng không có nhiều lắm. Hôm nay lấy về thì bà con đi cũng thu mua được ít thôi. Hạc vĩ Bắc hiện giờ sẽ là 300.000 một kg. Đảm bảo là đây, cây nó đang lên các cái chồi non luôn nhá. Đây này. Còn những cái chồi của năm trước ra hoa thì nó sẽ là khô rồi. Các bác lấy về thì các bác chơi quen lâu rồi thì sẽ biết là bây giờ nó cái chồi nó ra như này. Thì những cây khô thì là đằng nào nó cũng phải héo để nó nuôi cái dinh dưỡng cho cái chồi mình lên này.
Đấy, nên là các bác lấy về mà mua về thì đừng bảo em gửi hàng héo nhá. Cái này bây giờ đang mùa xuống lá rồi, nó thắt ngọn xuống lá, nuôi chồi rồi nhá. Vâng, hạc vĩ 300.000 một kg đấy ạ. Em quay chi tiết cho các bác. Đây, hơi zoom, zoom hơi mạnh nhỉ, hoa mắt đấy. Rồi ạ. Rồi, tiếp theo là đến cái long tu xanh hoa tím. Cái long tu xanh hoa tím này thì bên em cũng có bán và giao lưu một phiên rồi. Cái này đợt này thì bảo đảm là hàng đẹp nha các bác nhá. Khô lá, rễ khô và lá khô. Cái thân của nó hiện giờ cũng không phải là còn bị mọng nước như thời như cái phiên trước. Nên đảm bảo là cái long tu xanh hoa tím đợt này ạ, thì là cái khả năng mà bị hỏng hay là bay lá thì nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà tùy vào cái điều kiện vận chuyển, nếu mà giữ được khô ráo thì tất nhiên về các bác vẫn có thể trồng được rất là tốt luôn nhé. Vâng, hiện giờ long tu xanh hoa tím bên em sẽ bán và giao lưu với các bác là 250.000 đồng 1 kg. Và có một đống các cây huệ đồng. Cây huệ đồng thì cũng bán mấy phiên rồi. Huệ đồng thì bên em cây rất là to nhé. Bác nào lấy thì 100k một cây. Bên em chọn lấy cây to đều cho các bác luôn. Đây, đây là huệ đồng nhé. Vâng. Rồi ạ. Còn bây hôm nay thì bên em cũng có lấy về một loại gọi là loan, cái lan mini. Vâng, hoa nó đang rất là đều đẹp cho các bác ạ. Đây, 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 quay nguyên thùng luôn, vừa mở. Thì cái này là gọi là lan mini, đang cái này là của nhà vườn nhé, không phải hàng rừng các bác nhé. Cái này của nhà vườn nên là bên em cũng lấy về để giao lưu thôi, bán giao lưu. Một cây nó nhỏ, đây đây, cái bàn tay em đặt lên này cho các bác xem. Đó, đang ra màu hoa của nó sẽ là họng tím, cánh trắng tím phớt. Vâng, cây mini nhảy thôi. Lan mini bên em bán và giao lưu hiện giờ sẽ là 100.000 đồng một chậu nhỏ như này. Các bác nào mà mua thì bên em sẽ đóng hàng cẩn thận và lấy băng keo băng dính ấy, gắn vào. Sau đó thì gửi kèm theo những cái mặt hàng mà các bác mua thêm. Vâng, tạm thời thì hôm nay bên em cũng có một số loại lan như vậy thôi. Bác nào mà đặt hàng ấy, vui lòng liên hệ với số điện thoại của kênh Lan Rừng Ngọc Bền nhé. Vâng. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bác.